Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ update lại cái những dự án testnet ở bên mạng lưới ZKSync testnet nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ update lại cho các bạn đó là dự án là Trustless. Thì hiện tại dự án Trustless này thì hiện tại thì dự án ZKSync đấy. Thì ZKSync thì còn khoảng một tháng nữa nhé. Còn khoảng một tháng nữa nó sẽ mainnet 2.0. Thì hầu hết các dự án testnet ở trên mạng lưới ZKSync nó đều đã confirm là sẽ có ra, nó sẽ ra mắt token và sẽ unwrap cho người dùng testnet của họ. Thì hôm nay thì mình sẽ update lại cái dự án đó là Trustless.fi này. Thì hiện tại nó cho Discord nó cho chúng ta là lấy những cái huy hiệu nhé, nó thể cho chúng ta đó là tham gia lại và feedback và trả lời câu hỏi để nhận những cái huy hiệu này, và sau này chúng ta sẽ có những cái cơ hội là nhận unwrap nhận token TCB đến từ dự án Trustless nha các bạn. Thì đối với dự án Trustless này thì trước đây mình đã có hướng dẫn ở bên anh ở anh em ở trên kênh đó rồi nha. Thì ở trên kênh YouTube của mình cũng có một cái danh mục đó là testnet bên mạng lưới ZKSync. Thì ở cái bài viết hướng dẫn testnet 2.0 là swap giờ là liquid này, thì mình cũng đã hướng dẫn cái bài cái dự án là này rồi nha. Thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn giờ đây nè, Trustless.fi này với lại sin swap này, kèm theo với là những cái dự án khác này nhé ở bên mạng lưới ZKSync testnet. Thì bây giờ hiện tại thì bên cái dự án nó đã reset lại cái nó đã reset lại cái transition ở trên mạng lưới testnet, và mình không rõ là nó đã snapshot hay chưa. Thì bây giờ các bạn cứ tham gia lại và rồi gửi feedback thôi nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại các bạn đó là làm cái ZKSync Trustless, cái dự án Trustless này, và hướng dẫn các bạn đó là trả lời trên form để nhận ba cái huy hiệu nhé. Để nhận ba cái huy hiệu này, hiện tại nó chỉ có ba cái huy hiệu thôi, còn huy hiệu 4 thì đang là Coming Soon. Ok, thì đầu tiên của các bạn cần làm đó là các bạn join vào kênh Discord của dự án là Trustless.fi này. Thì sau khi thì bạn nào mà chưa add cái mạng lưới, bạn nào mà đã add mạng lưới Trustless rồi ấy nhá, thì đầu tiên các bạn bạn nào mà đã trước đây đã add rồi thì bây giờ các bạn mở cái ví MetaMask của các bạn ra. Thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới đó là ZKSync Alpha Testnet cho mình nha. Sau đó thì các bạn chọn vào phần cài đặt cho mình nha. Trên ví MetaMask của các bạn ấy, các bạn chọn vào phần cài đặt cho mình. Sau đó các bạn chọn cho mình cái mục đó là nâng cao cho mình nha. Các bạn chọn cho mình cái mục đó là nâng cao. Thì ở trong mục nâng cao này thì các bạn kéo xuống bên dưới nó sẽ có cái mục đó là đặt lại tài khoản. Thì các bạn nhấn vào nút đặt lại tài khoản nhé, tại vì cái transition ở trên mạng lưới testnet lúc trước nó đã reset lại và hiện tại thì nó đang cho làm mới rồi ấy. Cho nên là nhiều khi các bạn là connect với lại giao thức á, thì nó sẽ không hiện ra token để các bạn tham gia testnet. Cho nên là bạn nào mà nếu mà các bạn tham gia giao thức á, trên testnet á, mà nó không hiện ra token để các bạn tham gia ấy, thì các bạn vào cài đặt ở trên ví MetaMask rồi các bạn vào mục nâng cao, sau đó các bạn kéo xuống bên dưới rồi các bạn nhấn vào nút đặt lại tài khoản là xong thôi nhé. Ok, thì sau khi xong rồi thì các bạn copy lại nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví của các bạn nè. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn. Sau đó các bạn join vào kênh Discord của dự án Trustless.fi này. Sau đó các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là file cache. Thì trong cái mục file cache này các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây. Để các bạn file cache là cái đồng ETH, True ETH nhé. Ok, các bạn chỉ cần gửi lên thôi nhé. Các bạn chỉ cần gửi lên thôi thì con bot nó sẽ gửi cho các bạn đó là 10 đồng, 10 đồng là một đồng là True ETH rồi đấy. Ok, thì sau khi các bạn gửi cái địa chỉ ví lên đây rồi thì các bạn quay trở lại với cái giao thức của họ đó là zkSync.trustless.fi này. Rồi các bạn connect với lại cái ví zkSync testnet của các bạn thôi. Ok, thì sau khi các bạn connect xong ấy thì bây giờ ở bên mục là partition này nhá, ở bên mục bot partition này nè, do partition này nè. Thì ở đây các bạn điền cho mình là một nhá. Ở đây các bạn điền cho mình là một. Thì đầu tiên các bạn sau khi các bạn connect vào xong nó gửi cho các bạn đó là cái đồng là True ETH ấy. Thì ở đây thì các bạn điền lại cho mình là một nhá. Các bạn điền lại cho mình là một. Còn ở dưới DeFi đây này, các bạn giữ nguyên nhá, các bạn để là không nha. Các bạn ở dưới đây thì các bạn giữ là nguyên là không nhá. Các bạn lưu ý này nhá. Như trước đây mình đã hướng dẫn rồi. Thì đầu tiên thì sau khi các bạn connect vào rồi các bạn làm lại từ đầu ấy, thì ở phần là connect title này, các bạn điền lại cho mình đó là một True ETH. Còn ở dưới đây các bạn ghi là không nha, các bạn để là không thôi. Sau đó thì các bạn approve, thì sau đó các bạn nhấn vào nút approve nó sẽ hiện ra nút là approve này nha. Nha, nó sẽ hiện ra là nút approve.
Thì sau khi các bạn approve và xác thực ở trên ví xong thì cái nút confirm nó sẽ hiện ra, rồi các bạn nhấn nút confirm một lần nữa là xong thôi nha. Các bạn nhấn nút confirm và xác nhận trên ví MetaMask nữa là xong thôi. Thì sau khi các bạn confirm xong, sau khi các bạn approve và confirm xong ấy, thì các bạn kéo lên trở lại, các bạn nó sẽ hiện ra cái nút đó là exit position nha. Các bạn nhấn nút exit position. Thì sau khi các bạn nhấn nút exit position xong thì ở trên đây các bạn điền lại cũng là một nhé, ở trên đây các bạn cũng điền lại là một với mình. Sau đó còn ở dưới Dubai này thì các bạn chọn cho mình đó là 250 nhé, các bạn nhấn vào chữ 250 này thì nó sẽ tự động điền là để cho các bạn đó là claim 1.656 con token Huệ này nhé, để chúng ta là tham gia vào stake với lại là up limit. Ok, thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút đây thôi nhé, các bạn nhấn vào nút là 250 này, rồi các bạn nhấn vào nút approve với lại là các bạn nhấn nút confirm và lại là upload và xác thực ở trên ví là xong thôi, nó sẽ cho các bạn đó là 1.656 con token Huệ này nhé. Đây nè nha, các bạn có thể là điền lại confirm nha, confirm là xong thôi, như trước đây mình cũng đã hướng dẫn rồi. Đây nè nha, nó sẽ cho các bạn vào kẹt đó là các bạn upload rồi confirm thôi. Ok, thì sau khi các bạn confirm xong ấy thì nó sẽ cho các bạn đó là 1.656 nha. Ok, thì sau khi các bạn đã có con token Huệ rồi, sau khi các bạn claim con 1.656 con token Huệ rồi. Thì đây mình sẽ confirm thêm một lần nữa đây. Các bạn xác nhận này. Ok, thì sau khi các bạn đã claim được rồi thì bây giờ các bạn tiếp tục vào chọn vào một stack giúp mình. Thì bên một stack này nó các bạn nhấn vào nút deposit giúp mình nha. Thì deposit này thì ở trong này là thì sau khi các bạn claim được là 1.600 mấy thì ở bên stack này các bạn điền cho mình đó lại là 300 giúp mình nha. Các bạn điền lại cho mình là 300 nha. Các bạn điền lại cho mình là 300, sau đó các bạn nhấn nút confirm các bạn stack thôi. Như vậy là các bạn đã stack thành công. Thì sau khi các bạn stack xong thì cái số con token của bạn nó sẽ hiện trên đây nha. Ok, tiếp theo đó thì 300 hoặc là các bạn điền 600 cũng được nhé. Các bạn điền 600 nha. Còn bao nhiêu các bạn giữ lại để chúng ta add limit nha. Hoặc là các bạn điền 300 cũng được nha. Các bạn cứ điền 300 đi. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút add limit này. Thì bên nút giờ limit này thì các bạn chọn cho mình là đó là nút add giờ này. Sau đó các bạn điền lại số lượng hệ mà các bạn đang có nha. Các bạn điền lại khoảng là 600 hoặc là 300 này đấy nha. Ok, mình là 600 hoặc là 300 gì đấy. Thì sau đó thì nó sẽ tự động cân bằng pool cho các bạn thôi nhé. 600 Huệ hiện tại tương đương với lại là 0.149 token True ETH. Rồi các bạn nhấn nút confirm giờ thôi, các bạn add thanh khoản nhé. Các bạn thì sau khi các bạn nhấn nút confirm add thanh khoản xong là xong thôi. Thì tiếp theo đó thì như vậy là xong thôi các bạn, nó chỉ có mấy mấy mục đó thôi. Ok, thì sau khi các bạn đã làm bên position xong rồi nè, start xong rồi nè, rồi các bạn add limit xong rồi nè, thì bây giờ các bạn chọn qua, bây giờ chúng ta tiến hành đi phía bắc nhé. Ok, thì để phía bắc thì các bạn chỉ ok, thì để phía bắc thì sau khi các bạn ấy xong ấy thì các bạn chọn một start này, thì các bạn nhìn ở phía bên dưới này. Các bạn nhìn ở phía bên dưới này nó sẽ có cái đường link của dự án nhé, đường link trên Twitter của dự án này. Các bạn nhấn vào nút Reddit Threadless này, nó sẽ dẫn các bạn đến cái bài viết trên Twitter, hoặc là mình sẽ dẫn lại cái bài viết của họ trên Twitter dưới phần mô tả video cho mọi người nhé. Thì sẽ dẫn các bạn đến cái bài viết như thế này này. Thì ở cái bài viết như thế này này thì các bạn chỉ cần đó là like này, sau đó các bạn vote tweet giúp mình nhé. Các bạn vote tweet này. Ok, rồi các bạn tag ba người bạn hoặc là các bạn ghi cái gì đấy nhé, hoặc là các bạn có thể là ghi như thế này. Nè, các bạn có thể là ghi như thế này này. Let a farmer a future of trade let này. Nha, các bạn ghi như thế này nhé. Rồi đó các bạn vote tweet lại nha. Đấy.
Thì bây giờ các bạn ghi như thế này này, các bạn đây thì ở cái bài viết này thì các bạn like này, rồi chọn vote tweet này, tweet lại bạn bình luận á, rồi các bạn ghi một đoạn đây thôi nhé, rồi các bạn tweet lại, các bạn đăng lại một bài viết xong thôi. Thì sau khi các bạn đăng xong ấy thì các bạn quay trở lại với cái giao thức, thì ở trên giao thức này ở phần một start đây này nhé, các bạn chụp lại màn hình giúp mình, các bạn chụp lại màn hình giúp mình nha. Thì ở phần một start này các bạn chụp lại màn hình giúp mình, tiếp theo đó các bạn nhấn vào chỗ dòng là My Wallet này này, thì trong phần My Wallet này nó sẽ hiện ra cái lịch sử của các bạn này nhé, các bạn chỉ cần chụp lại ảnh màn hình nữa thôi, một lần nữa nhé, các bạn chụp lại hai ảnh màn hình nhé. Thì ở phần start các bạn chụp lại một lần, còn bên My Wallet các bạn nhấn vào nút My Wallet này, các bạn chụp lại ảnh một lần. Ok, thì sau khi chụp xong ấy thì các bạn quay trở lại với trang Discord của họ, thì trên trang Discord của họ các bạn chọn qua cho mình cái mục, đó là cái mục Demo Submission này này nhé. Thì bên trong cái mục Demo Submission này này thì các bạn tải hình ảnh lên giúp mình. Đầu tiên thì các bạn tải hình ảnh lên giúp mình này, tải hình ảnh, tải hai cái hình ảnh mà các bạn vừa chụp màn hình này nhé. Một này, hai này. Tải hình ảnh lên Discord này. Một này, hai này. Ok, sau đó thì ở dưới cái dòng nội dung thì các bạn ghi như sau. Thì ở dưới cái dòng nội dung ấy thì các bạn ghi như thế này nhé. Các bạn ghi như thế này giúp mình nha. Này, OS đã tốt hơn trước nhiều là cho thấy trải nghiệm rất tốt này, thao tác nhanh và dễ sử dụng này nhé. Nên như thế này. Ok, các bạn ghi một đoạn nội dung như thế này thôi. Sau đó các bạn dán vào đây. Các bạn dán vào đây. Và tiếp theo đó thì ở phần Reddit này. Thì ở phần Reddit thì các bạn điền lại cái link bài viết mà hồi nãy các bạn vote tweet ở trên Twitter nhé. Thì hồi nãy các bạn vote thì các bạn chỉ cần vào một profile thôi, rồi các bạn chọn vào một tweet và reply. Thì các bạn sẽ thấy được cái bài viết mà hồi nãy các bạn vote tweet, các bạn chỉ cần copy lại cái bài viết mà các bạn vừa vote thôi nhé. Ở dưới bài viết của các bạn nó sẽ có dấu mũi tên lên này. Các bạn nhấn vào, sau đó các bạn chọn phần copy link to tweet. Rồi các bạn dán vào đây nhé. Và tiếp theo đó là địa chỉ ví của các bạn nhé, các bạn ghi là My Wallet sau đó hai chấm, rồi các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask, cái địa chỉ ví mà các bạn vừa tham gia testnet ấy, các bạn dán vào nhé, rồi sau đó các bạn gửi lên thôi nhé. Các bạn gửi lên thì sau khi các bạn gửi xong ấy thì sau khi các bạn gửi xong thì nó sẽ cho các bạn nhé, nó sẽ cho các bạn một cái huy hiệu, đó là huy hiệu là Trust No One, gọi là huy hiệu thứ nhất nha. Nó sẽ cho các bạn huy hiệu thứ nhất này, nó phản lại này. Sẽ có con bot nó phản hồi lại. Thì để kiểm tra thì các bạn chỉ cần nhìn lại cái tên của các bạn thôi nhé. Cái tên của các bạn nó sẽ có một cái đây này, cái huy hiệu này nhé. Hoặc là các bạn nhấn vào cái tên của các bạn sẽ thấy được cái là Trust No One này. Thì để lấy cái tên như vậy là chúng ta đã thành công, đã xong. Thì tiếp theo đó thì các bạn cần phải là trả lời các câu hỏi trên form để lấy cái huy hiệu thứ hai và huy hiệu thứ ba nha. Huy hiệu thứ hai và huy hiệu thứ ba đó là trả lời câu hỏi ở huy hiệu thứ hai đó là chúng ta là khảo sát này, còn huy hiệu thứ ba đó là quiz này. Thì ở phần này thì huy hiệu khảo sát và lại quiz thì các bạn nhìn video nhé. Ok, thì hai cái link form quiz với lại là này mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người nhé. Ok, thì cái form là quiz đầu phim Survey, có nghĩa là khảo sát đầu tiên ấy, thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người luôn. Ok, thì ở trên form Survey này, khảo sát này, thì đầu tiên các bạn điền lại cái Discord của họ của các bạn này, điền lại. Các bạn nhấn vào avatar của các bạn, sau đó các bạn copy lại cái username Discord của các bạn thôi. Các bạn dán vào đây. Trên form nhé. Ok, thì sau đó thì khảo sát thì ở đây thì các bạn chọn là Trust Related with Twitter này, Friend này, Giấy ca sinh Twitter này và giấy ca sinh Discord nhé. Thì ở đây mình đã chọn sẵn đó rồi, các bạn nhớ, các bạn nào mà xem không kịp ấy thì có thể là xóa nha, xóa ra mà nha. Bạn nào có thể dừng lại các bạn xem câu trả lời này nha, rồi các bạn chọn thôi. Ok, đây bắt tôi sẽ upside này, upset này. Còn ở câu này thì các bạn ghi cho mình là optimist arbitrum nhé, câu này thì các bạn chọn cho mình là optimism này.
Abby Trump này, Jessica Sinn này, và theo đó thì các bạn ghi thêm một câu đó là Because it's real way with me good này, như thế này nè nhé. Các bạn ghi lại giúp mình. Sau đó thì ở dưới đây các bạn chọn cho bạn đó là Transition Speed này, Privacy này, với là Centralization này, Guard Code này, Supply này nhé. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình là câu này, thì các bạn chọn cho mình là những cái câu này giúp mình. Automatic token insert trick này nhé. Và cuối cùng đó là các bạn chọn Z này, chọn Z hết luôn nhé, chọn Z hết luôn. Những câu hỏi nào mà chọn Z no thì các bạn chọn Z hết cho mình. Và tiếp theo đó là with following protocol you insert in này, thì các bạn chọn cho mình là Mastercard này, và lại là liability này, Levit này. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là câu này nhé, apply set dollar này. Tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình là Mastercard, size set dollar, và lại là Levit. Các bạn chọn Z hết nhé. Những câu hỏi nào mà Z no thì các bạn chọn Z hết cho mình. Tiếp theo đó thì các bạn tiếp tục là chọn từ Twitter là newest boost này, và các bạn chọn là optimistic này. Tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình là nó hỏi là mạng lưới layer 2 các bạn đã sử dụng, thì các bạn chọn hết cho mình nhé. Arbitrum Starnet, Optimism, ZK Syntestnet, với lại là Polygon, các bạn chọn hết. Còn câu cuối đây này, câu cuối thì các bạn chọn no nhé. Nó hỏi các bạn có ý kiến gì nữa không, thì các bạn chọn no giúp mình nha. Các bạn ghi là no nha. Ok, thì sau đó các bạn gửi đi thôi nhé. Sau đó các bạn gửi đi thôi. Và tiếp theo đó là cái form thứ hai, đó là cái form trả lời câu hỏi nhá. Thì phần trả lời câu hỏi mình sẽ để cho phần mô tả video cho mọi người luôn. Thì đầu tiên các bạn cũng điền lại cái username Discord của các bạn nhé. Đầu tiên các bạn cũng điền lại cái username Discord của các bạn, sau đó các bạn nhấn vào tiếp. Sau đó thì các bạn chọn thôi. Ok, thì ở đầu tiên thì các bạn chọn cho mình đó là trustless.file giống mình nha. Website của họ đó là trustless.file. Sau đó các bạn chọn cho mình đó là Anytor nhé, Anytor này. Câu tiếp theo đó là chọn là Anytor này. Tiếp theo đó là tổng cung của TCB, đó là 100 triệu nhé. Các bạn ghi chọn cho mình là 100 million nhé, 100 million. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là TCB nhé, TCB. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là To Proxy Diffusion TCB này, Regex này. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là Automatic này. Tiếp theo thì các bạn chọn cho mình là To Fill Ahead Buffer này, Buffer này. Tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình là On Chain. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là To On Way nhé, Have Way này. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình là Multiple Position Per Address nha. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình là USDC. Chọn cho mình là USDC. Tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là Community Member, và là User, và là Contribute. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là Uniswap. Tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là Get Casinternet nha. Và câu hỏi tiếp theo đó là các bạn chọn cho mình là Trust No One, Trust No One. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình là Thờ Community. Tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là Show Thờ Protocol Do Not Become Under là Cornless Resign này. Tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình là To and So. Tiếp theo thì các bạn chọn cho mình đó là Discord. Tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình đó là TCB, và lại là Huệ nhé. Và tiếp theo đó thì các bạn chọn cho mình là Thời Vector. Và tiếp theo thì các bạn chọn cho mình đó là Be Call Swap Right and Determine My On Chain này, and Do Not Reward Human Trust này nhé. Tiếp theo đó thì nó hỏi là Trustless có tài khoản từ Twitter là gì, thì các bạn chọn cho mình đó là A cộng Trustless file nhé, A cộng Trustless file này nhé. Ok, thì sau đó các bạn gửi lên thôi. Thì sau khi chọn xong thì các bạn gửi là xong thôi. Ok, thì sau khi gửi xong thì các bạn đợi trên Discord họ xác nhận thôi. Thì sau khi xác nhận xong thì các bạn sẽ được lên hai cái huy hiệu, đó là huy hiệu Emerald, với lại là huy hiệu Ruby nhé. Thì để cho kiểm tra huy hiệu thì các bạn có thể là qua mục GMGN này, các bạn ghi thôi nhé. Rồi các bạn chép lên thôi. Hiện tại mình chưa gửi form cho nên là nó chưa xét duyệt ấy. Thì sau khi nó xét duyệt xong thì các bạn sẽ được lên Ruby này nhé. Các bạn ly trust neon ở ly ở huy hiệu thứ ba, đó là Ruby này. Đó là như vậy thôi nhé. Ok, thì các bạn cứ hiện tại thì bên ZK Sinh thì còn khoảng 1 tháng nữa nó sẽ mainnet rồi nha các bạn, cho nên là các bạn cố gắng tham gia nhé. Thì khi mà ZK Sinh nó ra testnet ấy,
mình nhầm khi mà họ ra mainnet, khi giấy khai sinh họ ra mainnet và có token ra mắt token đấy, thì chúng ta sẽ nhận được là thì nó cũng có những cái điều kiện đó là dành cho những người tham gia testnet hoặc là tham gia vào cái trên mainnet ở V1 nhé. Thì biết đâu thì chúng ta tham gia trải nghiệm sản phẩm của những cái dự án testnet trên JKSync thì họ sẽ cho chúng ta đủ điều kiện để nhận token của họ nhé. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn update lại cái dự án Trustless bên mạng lưới JKSync testnet đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. À, trước khi mình ấy thì sau khi các bạn tham gia, mình nhầm chứ, thì sau khi các bạn tham gia xong ấy, sau khi các bạn tham gia này xong ấy thì các bạn cũng nên test lại những cái dự án đó là MET Protocol giúp mình nha. Các bạn test lại dự án là MET Protocol này với lại là cái dự án đó là dự án là Phezan nha. Dự án Phezan trước đây mình đã hướng dẫn rồi, thì cái link thì cái thư mục này mình sẽ để phần mô tả video một cho mọi người, hoặc là các bạn có thể là vào cái kênh của mình ấy, rồi các bạn chọn qua cho mình cái mục là mục danh sách phát này. Trong danh phát nó sẽ có cái mục đó là ZKSync 2.0 testnet này, các bạn xem lại nha. Trong đây có những cái dự án thì các bạn nhớ làm lại là Phezan này với lại là dự án Trustless này, Trustless mình vừa hướng dẫn rồi, với lại là dự án MET Protocol giúp mình nha. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào cái testnet của trên mạng lưới ZKSync đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.